Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bàn thờ là vị trí linh thiêng nhất trong ngôi nhà vì nó là nơi thờ cúng ông bà và tổ tiên. Do vậy mà phong thủy bàn thờ là nơi được các gia chủ rất quan tâm. Muốn thờ cúng tổ tiên, tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ những người đã mất trong gia đình thì phải thật thành tâm và ghi nhớ kỹ những điều kiêng kỵ trong việc bài trí, sắp đặt đồ vật lên bàn thờ. Có không ít người thiếu hiểu biết mà trưng bày hay để những thứ đồ không phù hợp, phạm phải đại kỵ phong thủy bàn thờ, khiến gia đình phải gánh hạn, xui xẻo dồn dập mà không biết tại sao. Vậy những thứ cấm kỵ không được đặt lên trên bàn thờ là những gì? Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin được mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu để có thể tránh được những lỗi không đáng có, khiến ảnh hưởng tiêu cực đến vận trình của cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, không được đặt tiền giấy và vàng mã trên bàn thờ. Giấy tiền vàng mã chỉ có thể dâng cúng chứ không nên để quá lâu trên bàn thờ. Khi cúng xong, cần phải đem hóa ngay, có như vậy ông bà tổ tiên mới nhận được. Không nên để chúng ở lại, kẻo hết thiêng. Khi đốt đi, không được hanh thông, không tới được tay người nhận, khiến con đường tài chính, tài lộc của gia đình bị cản trở. Thứ hai, không được đặt hoa giả trên bàn thờ. Vào những ngày lễ Tết và những ngày quan trọng, gia chủ không chỉ chuẩn bị đầy đủ hương hoa mà còn phải có hoa quả tươi. Một điều mà bạn nên nhớ đó là không nên lựa chọn hoa quả giả vào những ngày này. Theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người Việt, người đã khuất chỉ ăn hương ăn hoa, cho nên hoa quả thắp hương nhất định phải là quả thật, có mùi thơm. Đừng vì suy nghĩ tiết kiệm muốn dùng hoa quả giả để tận dụng nhiều lần mà phạm tội dối lừa thần linh, bị coi thường là không tôn trọng, gây ảnh hưởng không tốt cho sự yên ấm của gia đình. Hoa quả tươi sẽ mang đến những ý nghĩa tốt lành, phù hợp để thắp hương vào những ngày trọng đại. Chính vì thế, hoa quả giả sẽ không thể hiện được hết tấm lòng thành kính của bạn đối với bề trên và không tốt cho các yếu tố phong thủy. Không được đặt một số loài hoa cấm kỵ trên bàn thờ. Một bình, lọ hoa tươi là không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên. Tuy nhiên, không phải muốn đặt hoa gì lên đó cũng được, đặc biệt là các loại hoa sau. Đầu tiên, hoa ly. Tuy rực rỡ, thơm ngát nhưng người ta vẫn kiêng dùng thờ cúng trên bàn thờ vì sợ sự ly tán, chia ly. Cúc vạn thọ. Loài hoa này nhìn thì tươi tắn, đẹp đẽ nhưng lại không được đặt lên bàn thờ do có mùi hôi khó chịu, sẽ khiến người trên không vui. Cành vàng lá ngọc. Theo các chuyên gia phong thủy, bàn thờ là nơi tâm linh, thanh tịnh nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên. Những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều rủi ro tiềm ẩn bởi các lý do như bày bán ở chỗ không sạch, bị ô uế hay không, cất giữ như thế nào. Không nên đi bất cứ đền chùa nào, đền phủ nào cũng xin lộc về đặt lên bàn thờ. Cũng không nên tùy tiện đặt các thứ đó lên bàn thờ. Muốn bài trí thì cần biết rõ gốc tích của nó. Những điều kiêng kỵ khác trên bàn thờ tránh xui xẻo. Thứ nhất, không được đặt hướng xấu, hướng độc. Hướng của bàn thờ không được ngược lại với hướng của nhà bởi đây là điều đại kỵ và rất độc. Cùng với đó nên chọn hướng hợp tuổi của gia chủ. Bên cạnh đó, bàn thờ không được đặt ở cuối lối đi bởi đường đi lại sẽ đâm thẳng vào vị trí bàn thờ, sẽ gây tổn hại đến cung tài lộc của gia đình. Bàn thờ đặc biệt không được đặt đối diện với nhà vệ sinh hoặc nhà tắm bởi việc đó sẽ giúp cho các thành viên tránh được bệnh tật và đau đớn. Bàn thờ cũng không được để đối diện nhà bếp, sẽ gây tranh cãi, tính tình gia chủ và các thành viên trong gia đình sẽ nóng nảy. Bàn thờ không được đặt dưới cầu thang để tránh làm cản đường công việc và làm ăn của gia chủ. Bàn thờ không được đặt trên nền đất lồi lõm bởi nó sẽ khiến cho gia chủ gặp khó khăn. Điều cuối cùng cần lưu ý đó là không được đặt bàn thờ Phật đối diện với bàn thờ gia tiên. Vật liệu làm bàn thờ nên sử dụng là gỗ long não, đàn hương và nên điêu khắc thủ công là tốt nhất.
bởi các vật liệu này có thể tránh được mối mọt, có thể sử dụng từ đời này sang đời khác. Thứ hai, không được dùng bát hương bằng đá trên bàn thờ. Thông thường các bát hương sẽ được làm từ sứ là chính vì chúng đem đến sự thẩm mỹ và trang nhã. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình lại lựa chọn bát hương bằng đá vì có sự chắc chắn và đem đến không gian sang trọng hơn. Trên thực tế, có rất ít người biết được rằng điều này đã phạm vào một trong những điều tối kỵ. Thường thì người ta chỉ dùng bát hương bằng đá lại các ngôi chùa, miếu mà thôi. Khi sử dụng trên bàn thờ gia đình sẽ khiến tài lộc trong gia đình bị tiêu tan. Thường xuyên lau dọn bàn thờ để giữ cho sự sạch sẽ và thanh tịnh. Bàn thờ là vị trí linh thiêng cho mỗi gia đình và cũng là nơi mang lại những điều may mắn và tài lộc cho gia chủ theo quan niệm tâm linh của người phương Đông. Chính vì thế mà việc lau chùi bàn thờ phải thường xuyên và không được tiến hành qua loa, đại khái mà cần được thực hiện đúng cách và thể hiện được tấm lòng tôn kính của gia chủ với bề trên. Trong quá trình lau chùi, nếu phạm phải những điều cấm kỵ, gia chủ sẽ dễ gặp phải những điều kém may mắn. Trước khi tiến hành lau chùi bàn thờ, bạn nên tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ những bụi bẩn trên cơ thể để đem đến sự trong sạch nhất. Đối với những ngày bình thường, không phải dịp cuối năm, bạn chỉ nên lau dọn các đồ cúng trên bàn thờ như đèn, chân nến mà không cần phải làm sạch toàn bộ. Thứ tư, không được đặt những thứ linh tinh trên bàn thờ. Bàn thờ phải luôn được dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối tránh tình trạng bừa bộn, mất vệ sinh. Không đặt các vật dụng không sạch sẽ, ô uế như thùng rác ở bên trái bàn thờ vì sẽ tác động tới con đường công danh, tài lộc của gia đình, nhất là đối với đàn ông. Bên phải bàn thờ cũng không được đặt đồ điện, bởi theo quan niệm trong phong thủy, việc đặt đồ điện phía tay phải khiến cho sát khí của bạch hổ có thể thoát ra ngoài, cuộc sống của cả gia đình thường xuyên gặp chuyện xui xẻo. Ngoài ra, phía dưới bàn thờ cần phải giữ sạch sẽ, tránh trường hợp chất đống đồ đạc ngay ở phía dưới khu vực thờ, nhất là đồ điện hoặc bể cá. Nếu không, tài sản trong nhà bị hao hụt, tinh thần sa sút. Thứ năm, đồ quét dọn và lau bàn thờ là đồ riêng. Các rẻ lau, chổi quét trên bàn thờ phải là đồ mới và đồ dùng riêng. Tuyệt đối không dùng các loại đã sử dụng qua hay là bị bẩn bởi bàn thờ là nơi trang nghiêm sạch sẽ. Việc giữ cho bàn thờ sạch, bạn nên sử dụng đồ riêng và mới sẽ thể hiện tôn kính và tôn trọng thần linh, gia tiên. Mẹo bài trí bàn thờ mang lại may mắn. Không được đặt bàn thờ tại phòng khách. Trong ngôi nhà truyền thống của người Việt, bàn thờ gia tiên được đặt ở gian chính giữa. Gian chính là chỗ tiếp khách nên nhiều người cho rằng hai không gian này là một. Vì thế mà một số nhà xây mới hiện nay vẫn có thói quen để bàn thờ ngay trước phòng khách. Tuy nhiên, nếu có không gian riêng thì vẫn nên làm gian thờ riêng bởi các lý do sau. Tránh được việc đi từ ngoài cửa vào đã nhìn thấy hình ảnh tổ tiên, hơn nữa bàn thờ không hợp với sự phô trương. Bàn thờ ngay chính cửa sẽ đón nhận nhiều sát khí từ ngoài vào hoặc là dễ đón gió thổi, làm động bát hương. Bàn thờ ở gian chính giữa được khấn đứng quay lưng ra cửa sổ sẽ có được cảm giác bất an, khó tập trung, tư tưởng khi phấn chấn, làm mất tính trang nghiêm. Tốt nhất nên cân nhắc vị trí đặt bàn thờ ngay khi bắt đầu thiết kế xây nhà sao cho phù hợp. Bày trí bàn thờ. Thứ nhất, khám thờ, ngai thờ. Khám thờ đặc biệt quan trọng với những gia đình có truyền thống gia phả lâu đời. Khám thờ được làm bằng gỗ trang trí hoa văn cầu kỳ và được đặt trong cùng, sát tường. Ngai thờ là phần thay thế cho khám thờ, nhỏ gọn hơn, bên trong chỉ cần đặt bài vị tượng trưng cho tổ tiên. 2. Ảnh thờ. Hình ảnh những người đã khuất được đặt trên bàn thờ theo nguyên tắc nam tả, nữ hữu, tính từ phía trong bàn thờ nhìn ra. Thứ 3. Bát hương. Là vật dụng quan trọng trên bàn thờ dùng để cắm nhang sùng bái, hành lễ, cầu khấn. Số lượng bát hương thường là số lẻ, điển hình và phổ biến nhất vẫn là 3 bát hương. Bao gồm một bát hương bên trái để thờ bà cô ông Mãnh, một bát hương phía bên phải để thờ gia tiên và bát hương ở giữa thờ thần linh. Đối với một số gia đình có bàn thờ nhỏ tối giản, không gian thờ có thể sử dụng một bát hương. Tuy nhiên, việc này không hợp phong thủy lắm, nhưng vì tính tiết kiệm và tiện lợi thì cũng không thành vấn đề gì, chỉ cần chú ý cách bài trí một chút là được. Thứ tư, đèn thái cực, đèn lưỡng nghi. Đèn thái cực thường được đặt ở chính giữa bàn thờ, phía dưới chân khám thờ. Đèn thái cực này luôn phát sáng trong không gian thờ, bạn nên sử dụng đèn hoạt động bằng điện thay cho đèn dầu. Theo quan niệm dân gian, thái cực sinh lưỡng nghi cho nên đèn lưỡng nghi cần phải có nếu bạn dùng đèn ở thái cực.
Đèn lưỡng nghi đặt ở hai bên góc ngoài của bàn thờ tượng trưng cho ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Thứ năm, lọ hoa, mâm quả. Bình hoa cắm nên đặt ở bên trái, mâm ngũ quả ở bên phải. Tính từ trong bàn thờ nhìn ra theo phong thủy, thuận theo khí vượng có từ thời xa xưa. Bộ đỉnh hương có 3 phần đặt hết phía sau bát hương, trong đó lư đồng ở trung tâm, hai nến đồng hoặc hai con hạc được đặt hai bên. Bộ dinh dưỡng dùng để đốt trầm trong các dịp lễ giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm hơn. Tuy nhiên, bộ đỉnh hương không quá quan trọng và chỉ sử dụng cho những phòng thờ lớn nên không có cũng không sao. Thứ bảy, ba chén nước. Ba chén nước thường dùng để đựng rượu hoặc nước trong mỗi dịp cúng bái, thắp hương, đặt ở phía trước bát hương. Nguyên tắc chiếu sáng của phòng thờ. Không gian ấm cúng và trang nghiêm của phòng thờ thích hợp khi sử dụng bóng đèn phát ánh sáng màu vàng dịu. Ánh sáng của đèn trong phòng thờ không được quá gắt mà phải dịu nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng không gian thờ. Bố trí hoành phi, câu đối ở phòng thờ. Việc lựa chọn hoành phi và câu đối trên bàn thờ không phải là bắt buộc nên bạn có thể lựa chọn hay không cũng không ảnh hưởng. Nếu như bạn có thể chọn cuốn Đức Lưu Quang thể hiện ý nghĩa Đức Sang lưu giữ muôn đời hoặc Đại Tự Trích Thiện Dư Khánh có ý nghĩa là tích thiện có nhiều phúc hiện nay. Nhiều câu đối hay và ý nghĩa, bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp. Trong quá trình lựa chọn này, bạn nên ưu tiên những câu đối mang về tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.